Hello hello, Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tiền Hàng Nhật Bãi nha. Đây, hôm nay Tuyền lên ít đồ mấy anh chú. Đó, mấy anh chú xem mà cái số nào mà ưng cái bụng mình sử dụng thì chốt thì gọi ra cho Tuyền ha. Đây, hôm nay ha, Tuyền soạn búa ra nó. Anh chú nào mà vừa búa mà xài mà vừa xài mà vừa sưu tầm hàng đẹp á thì mình chốt, tranh thủ chốt mấy cái này. Tại vì búa đẹp gần hết rồi, mới mốt vài bữa nữa nó chắc lên búa Sipa Chao. Còn mới thì nó đẹp vậy đó. Đó, rồi một lít găng nữa nè, hôm nay một lít găng luôn. Chứ có mấy cái túi. Rồi hôm nay có mấy cái đồ hàng nó cũng có gì. Còn hàng bên Tiền, mấy cái hàng mới hôm bữa Tiền đăng cũng còn ít nè. Đó. Dít đi còn ít. Dũa cũng còn ít nữa. Rồi cái ba tay rồi. Đây nè, dũa này là dũa dũa ba cạnh nè. Trời ơi, dũa này dũa cưa là bá cháy luôn anh chú ha, cực kỳ bén nè. Cái này là tỏi nó còn ít nên Tuyền không có lên số nữa ha, nó còn lên nữa nên Tuyền không có lên số nè. 4 cây này 50.000 nè, nó 4 cây 50.000 anh chú mua cái này kèm đơn theo dũa ok luôn ha. Mũi khoan cũng vậy nè, mũi khoan này còn 2 ly, 1 ly, nói chung là còn ít. Cảo này thì cây này nó một cây là nó 250 nè mấy chú. Mấy chú mà mua một cặp thì nó 450. Hả? Cái này hàng cái này China xuất Nhật mấy chú nha ha. Nè, sản xuất tại China nha. Nè, chữ Nhật nè. Đó, cái này mấy chú mua nó có kèm theo cái miếng lót cao su đây nè. Đó, cây này phi cái này là nó 450 nè, 450 ngang 80 ha, nó dài là 450 á. Bề ngang của nó là 80 ha. Nó có hai loại ha, loại ngắn loại dài. Đó, mỗi thứ còn cái ít thôi. Cái này này ngắn nè, ngắn này á thì nó cái ngắn này á nó 10. Đây nó dài nhiêu ta? 100 chứ. Ờ đúng rồi. Cái dài 100 ngang 80 mấy chú ha. 100 ngang 80. Đó. Cái này mấy anh chú mua một lẻ một cái vậy thì 150, mà mấy anh chú mua một cặp á thì 250 ha. Xẻng cái này mấy cái bộ sủi nè, bay thì hết rồi. Bay còn mấy cái mà mấy cái có mấy anh chú đã chuyển khoản giữ đơn rồi nè. Còn mấy cái nào thì không có bán nữa, để mấy cái đó cho mấy anh chú đó. Còn sủi. Sủi thì mấy anh chú mua okay. Sủi này chưa xài mấy anh chú nha. Còn mấy cái mai nó không giữ đơn. Đó. Sủi nè. Lượt cái xem nào mày. Còn đây là túi, túi này là túi này hàng Việt Nam anh chú nha. Nay có mấy cái túi này nè, nó cái này người ta họ nguyên cái hội người ta chạy marathon nè, làm cái túi này, cái túi này nó chống nước mấy chú. Không, nó chống nước tức là mấy chú đeo á, mấy đeo cái này nè. Đi chơi gì đó, dụng đồ, tinh tinh đó. Cái này chống nước tức là mưa này nó không có thấm vô nước ha. Chứ mà nó chống nước mấy ông đeo cái này mấy ông lặn xuống nước rồi thôi là cua. Để Tuyền đo cái à, túi này rất là dày dặn mấy anh chú. Mấy anh chú có thể mua kèm đơn luôn ha, 15.000. Rồi. Ủa còn 12.000 chứ. Ờ đúng rồi đó, 12.000 mấy mươi. Đây. Cái túi này nè. Nó dài được 39 ha. 39. Bề ngang của nó nè, bề ngang của nó là
được 32 năm. Đó. Như vậy cho phát ra cho cháu ngoại, cháu nội đứa một cái luôn. Nguyên cái hội nhóm. Đó. Rồi mấy anh chú mua túi thì chốt túi 12.000 cái ha, túi này nè. Cái này Việt Nam. Rồi bắt đầu tiền vô số 1 ha. Nhà sơ lược rồi. Rồi số 1 nè. Số 1 thì bánh xe mấy anh chú ha. Đó, bánh xe nè. Tại bên đây là tiền còn bánh xe nhỏ. Bánh xe này phi phi 30 38 ha. Cao từ ở dưới đây lên đây mặt bích là nó 5 phân. Đó, hai bánh bánh của nó là hai bánh chết, hai bánh xoay ha. Hai bánh chết, hai bánh xoay nè. Bánh có cái nó dính dơ, dính dơ dính bụi thôi chứ nó hàng rất là ok mấy chú ha, nhựa ok lắm. Đó. Rồi, số 1 nè, 60.000. Số 2 gì đó. Rồi, bữa nay tiền có soạn ra rồi được một bánh bánh xe số 3 này nha. Số 3 nè. Đó, số 3 thì phi cái này phi 150 ha. Bề ngang này của nó, bộ ngang của nó là 4/8, gần 5 phân á. Rồi, nó cao từ mặt đất lên, từ mặt đất lên mặt bích á là 1.9 ha. 1.9. Bộ bánh này hiện tại là nó bánh xay không không có khóa mấy anh chú nha. Đó, mấy anh chú nào mà tải tải ký mà tải từ 500-600 ký đổ lại á thì bánh này là ok nè. Cái bánh này nó bị sần mấy chú, này nó bị sần ha. Sần nha, bánh này là nhựa ok luôn á, tại vì cái này nó sần thôi chứ còn nhựa đây còn rất là tốt. Đó, bộ bánh này không có khóa nè ha, mà nó 7 ký. Đó. Đó. Đó, bữa nay sần bánh, bộ bánh này nó cũng còn khá đẹp ha. Mặt bích này nó bị ố nè, có cái mặt bích bị ố nè. Cái bánh này nó sần bích thì còn ok. Đó. Đó, bộ bánh này 7 kg giá 350 ha. Mấy chú chuyển khoản thì bao ship, còn đúng mình nếu mà theo COD á là mấy chú nhận hàng không tống đơn ship nha. Ship là phải hơn 50.000 mấy chú ha. Số 3. Rồi số 4 dũa kim cương. Đó, dũa này ha, rất là tiện sử dụng cho mấy cô mà không biết mài dao luôn. Này mình đang cắt mà lục quá mình clip qua nó bén luôn. Với kéo đồ nè, mình khỏi thằng tháo ra mài ha, mình vũa cái cây này là bán luôn. Rồi số 4 120 nè. Số 5 kéo cắt vải nha. Đó, mấy cái mặt hàng này là hàng chuẩn ok nên tiền luôn, mặt hàng này luôn có luôn luôn có sắp tiền ha. Rồi cái này là nó dài được 26 xăng. Giá của nó là số 5 130.000. Số 6 nè. Số 6 cây này dài 29 xăng anh chú ha. Cái này nó giá của nó 150.000. Nói chung là mấy cái hàng này được bán nhiều rồi, mấy chú nào có video hoài thì biết rồi ha. Cái này mấy chú cứ nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng ok nhận hàng thôi. Rồi cái này số 7 ha, 170.000. Cái này dài 31 xăng. Rồi số 8 đó. Ủa hết nè, một đầu đọc này, một đầu nhọn nè, đầu gõ sỉ, một đầu cái đầu này là đầu cuốc luôn nè. Mấy chú về mài cái lưỡi cuốc này là bén là xà cuốc ok luôn. Nhưng mà cái này, cái cán này nó bị cấn rồi mình chú. Nó cấn nó bị mớp mòn rồi. Cái này mấy chú về thay cán nha. Hiện tại thì còn xài đỡ thôi chứ còn nó sẽ không đẹp. Mấy chú về thay cán, cán dưới này thì còn xịn. Hoặc là mấy chú cắt bỏ khúc này ha, cắt bỏ khúc này lấy cái cán khúc này chai vô, cán này còn rất là chính chắc luôn. Nhưng mà cái này do nó bị bào mòn gì đây nè. Cái miệng của nó là được 2 phân ha. Từ đây qua đây là nó dài được 40 mấy mà đọc hoài không ra gì trời. Gần 45 á. Cái này nó nặng 4 lạng nè. 3 lần rưỡi à? 3 lần rưỡi chính xác, 3 lần rưỡi. Đó. Cái hàng này mấy chú làm cán là sống hôm nay là hàng gì vừa xài siêu tầm ok luôn. Rồi số 8 nha. 120.000. Rồi số 9 nè. Đó, số 9 là một cái cuốc luôn nè ha. Cuốc này được mài bén cho mấy chú luôn nè. Rồi cái nó mọc ở đây ha, mọc ở đây. Đó. Cái này ok luôn. Này cuốc đất là ha. Cái này nó dày nha mấy chú ơi, dày ha. Cuốc là ok luôn, cuốc vườn đồ ok. Cuốc vườn trồng vòng nhà. Rồi số 9 nè. 120.000. Trồng rau trồng đồ.
số 10. Số 10, cây búa này như Nhật Quân xài luôn nè. Trời. Đầu này không có chưa xài luôn mấy nhá. Chưa đóng luôn nè. Nước xi nước bóng rồi ha. Tem nè. Cán này cán giống như cá sợi thủy tinh ha, cán này xài bền lắm ha. Có cả một cái bao tay cầm nữa nè. Đó. Cán này xài là không biết nào hư luôn. Cái búa này hai đầu tròn ha, hai đầu tròn, búa này nặng 4 lạng mấy chú ha. Rồi số 10 100.000. Nói chung là lô mới về á, búa đẹp. Cái búa này á, búa này nặng 9 lạng nè. Không phải 9 lạng ha, búa đầu bát giác. Đầu bát giác còn rất là đẹp luôn. Đây mấy chú ha, đầu bát giác còn rất là đẹp. Đó. Cái này á, cán inox ha, cán sắt nha. Cán này nó bị chóc xi ha, chóc cái xi nước mạ xi trắng ở ngoài á. Cái bao da cái này hàng của Đốc Du mấy chú ha, Đốc Du made in Japan nè. Cái này á tay cầm còn ok ha. Nhựa tay cầm còn cứng thừ luôn. Đầu cán, đầu búa đồ rất là đẹp. Rồi số 11 120.000 ha. Cho nó chóc xi chỗ này thôi chứ cán này sẽ xài rất là bền luôn. Rồi số 11 120.000, đầu búa quá đẹp. Do nó nằm ở ngoài á, nó bị chóc xi. Rồi, cái búa này nặng 1,1 kg nè, nặng 1,1 kg ha. Búa bắt giác luôn nè. Đó, mấy cái búa này ha. Không có bị tè đầu bị gì hết mấy chú ha, mấy cái đầu rất là đẹp. Đó, cái này nó chóc xi nè. Đó. Cái này có Đốc Du luôn nè, in da băng ha. Treo nè, tay cầm còn ok. Đó, tay chóc tay miếng nè. Đầu búa còn rất là đẹp. Rồi, số 12 ha, 150.000. Rồi, số 13 nè. Búa này bắt giác, cái đầu này búa hết ha. Búa này là 1,5 kg hơn ha. Cái này gần 1,6 kg. Nhưng mà cái này nó để là LBS 3 LBS. Đây đầu búa còn rất đẹp mấy chú ha. Đó, đầu búa này á hết nè. Mọc búa hết ha. Cái này cán gỗ ha, cán còn rất là cứng chắc luôn. Cái này mấy chú mà đánh dầu lên nữa là ok luôn ha. Cái dạng thép của nó, thép này á, người ta xài rồi á, mà không có vấn đề gì mà tè đầu gì hết ha. Mấy chú xài cái búa này này rất là bền luôn. Rồi số 13 ha, 200.000. Đầu rất là đẹp. Rồi 14 nè. 14 một cái đầu tròn ha. Cái đầu gõ nè. Cán này cán đổ, cán liền này giống như là cán sợi thi tinh. Cán này chỗ này nó bị ấy nè, nó bị mấy một miếng nè. Tay nhựa tay cầm thì còn ok ha. Mấy tin sao bằng. Cái đầu búa còn rất là đẹp. Cái búa này thì nó nặng được 5 lạng mấy chú ha. Rồi số 14 nè, 100.000. Rồi 15 nè ha. 15. Búa đồng tiền. Đó, một cái đồng búa đồng tiền nè. Đó, búa thật sự luôn, búa chiếc này về nó đẹp thiệt. Đó, không phải là hàng đẹp không anh chú. Hàng có hàng đẹp, có hàng xấu, cũng có một đống hàng xấu luôn kìa. Giống như mặt nào hàng xấu thì không cửa thì bán cái bộ á. Nói chung mấy chú xài thì hàng xấu thì vẫn xài ok thôi, nhưng mà muốn chú xài mà siêu tầm á, tại siêu tầm thì mấy cái hàng này là ok. Cái này nó cán này nó dài nha, cán này nó dài tổng thể cứ ba. Cái búa này thì nó nặng 3 lạng mấy chú ha, 3 lạng cán còn rất là đẹp. Rồi số 15 ha. 15 70.000. 16 đó. Nhắm mấy dòng búa này nè, nó mấy chú thấy không, cái nước thép nó bóng dờn luôn. Thép nó bóng nha, đầu nhổ đinh nè. Nhổ đinh nè, đóng đinh nè, nó không có bị tè đầu gì hết ha. Đó. Ký chữ in chìm đây nè. Đó. Cán thì còn quá ok luôn ha, thép rất là đẹp. Cái này nó nhỏ nhẹ luôn nè, cái này 3 lạng luôn. Trời ơi, cái này đẹp, đẹp từ cán luôn. Nhưng mà nó nhỏ có 3 lạng thôi nha. Rồi cái này số 16 80.000. Rồi 17 ha. Cái búa này nó nặng cũng 3 lạng nè. Đó, còn búa bi ha. Mấy cái đầu búa còn rất là đẹp, nó không bị tè đầu. Mà đóng thì nó có dấu nè. Một dấu hai đây dấu đóng. Đó, búa đầu búa còn đẹp ha. Dòng búa cũng hết nè. Cán này. Này nó xước chỗ này nè, xước trước cái này miếng nha. Cái này mấy chú đánh dầu lên là ok. Đẹp luôn, số 17 ha, 70.000. Nói chung là tiền lên lẻ cho mấy chú nào mà xài một con gì mà có lên lên về mấy chú chốt một dọc búa. Cho nên là
mấy chú là tiện lên cũng nhiều á, mấy chú xài lẻ thì mình mua chút lẻ hoặc là gom đơn ha, gộp đơn chung với mấy cái hàng bỏ lết này kia đó. Đó, dòng búa cô hết ha, đầu búa đều bi rất là đẹp, cái búa này đầm ba lại đó, cán này rất là chắc luôn ha, cán này đánh dầu lên rất là đẹp. Có một người chuyên về làm búa, người ta làm đẹp lắm, làm đẹp đánh lên mình giá cao lắm. Rồi số 18 ha, 70.000. Rồi 19 nè. 19. Đây này nặng nửa ký mấy chú ha. Đây. Đó. Đầu búa đẹp ha. Ô hết luôn. Búa nè, cái đầu này đóng nè, có dấu đóng ha. Dấu đóng chứ không có bị tè đầu. Cá còn ok. Rồi số 19 90.000. Số 20 nè. 20. Đầu đóng này còn đẹp luôn nè. Ô hết ha. Cán này cán ngắn bên chú ha. Cán này cán ngắn nè. Cán này ngắn, cái này luôn cán luôn, nó 550g. Rồi số 20 ha, 90.000. 21 nè. 21. Búa ô hết luôn. Đó, mấy anh chú thấy không, mấy cái thép búa chứ này á, nó còn mà cái nước bóng giờ là nó chưa có, nó phải là nó cũ á, nó cũ thì nó có nước sét á, nó nằm vô á nó dễ bị rỉ lỗ ha, còn cái này nó nước bóng nó còn rất là đẹp. Cái này nó có dấu đóng nè, dấu nhâm đóng đó ha, cán thì ok ha. Đó, thì nói chung là mấy anh chú cũng mà hàng, mấy anh chú theo dõi kênh Cũng Tiền cũng biết rồi ha. Thì hàng xấu á thì nhiều khi mình lô đó, mình mua hàng nó xấu á giá là nó rẻ, còn khi mà lô mà mua lô mà hàng nó đẹp nhiều á, hàng nó đẹp nhiều như vậy á thì giá nó cao á, cho nên là nó sẽ xê xích với mấy anh chú là 10.000 20.000 ha. Rồi số 21 100.000. Chú này nửa ký mấy chú quên, nó hơn nửa ký 6 lạng nè. Rồi 22 nè, 22 cây này cũng 6 lạng luôn ha. Đó. Cái này có dấu đóng ha, dấu đóng chày chứ không có phải tè đầu ha, có đóng da băng đây nè, da băng nó in vô búa luôn nè. Cái này cán còn đẹp ha, cái này tại có đánh bó cán lên, đánh cán lên rất là đẹp. Rồi số 22 100.000. Rồi 23 nè, 23 cái này nó nặng 6 lạng luôn ha, cán này cán ngắn hơn xí. Rồi dòng búa OH luôn, quá xa đẹp. Rồi số 23 100.000. Rồi 24 nè, 24 một cái búa ha, đầu bầu ha. Đầu búa nhìn có chày một số chày thôi, thế chứ còn rất là đẹp luôn. Bóng cái búa này nó là bóng luôn nè, chữ nè. Ha. Cán thì quá ok luôn ha, tay mạt. Này nó dính dơ thôi. Rồi số 24 90.000. Có nhiều anh khách mua bê búa mà chụp nguyên cái nhà búa của ổng mà giật mình luôn, đồ mấy ông làm là đánh bóng lên những cái mê thiệt. Số 24 rồi 25 25 trong một màu hai cây, nói chung là mấy chục ngàn, cho nên là mấy chú mua giống như mấy chú mua lẻ thì nó 60.000 đi ha, 60 lạng, mấy chú mua cặp thì nó để lấy được 10.000. 1.1 nó đầu búa hai đầu tròn nè, đầu tròn rất là đẹp ha, cán nè mấy chú thấy không, cán nè đẹp luôn. Mấy cái búa này tầm 3 lạng mấy chú ha, 2 lạng rưỡi 3 lạng đó, mấy cái này nè 2 lạng rưỡi 3 lạng nè, 21mm nè, đó một đầu tròn đóng nữa ha, một đầu gõ nè đó. Rồi số 25 110.000 110.000 ha. Cái này mấy chú gộp đơn thì tiền con vẫn đi, nhưng mà mấy chú trả tiền ship thì nó ấy thôi, còn không thì mấy chú gộp đơn đó. Cái búa này á 3 lạng nè, 4 lạng chứ, búa này 4 lạng nha, búa này nhẹ tem, cái búa này làm 2 lạng, một cái búa đầu tròn đó. Mấy cái đầu này hàng này là hàng tiễn kẹp không mấy chú nè, cán nè, cán này nó cong nè, nó dơ nó ngồi, cái này nó bị nắng nè. Nó hơi cong nằm cán cũng thường ha. Cái này mình để ngoài nắng thì mình gò nó lại đi. Nép nó lại đi. Nè, cái đầu đóng đinh ha, đầu gõ đầu rất là đẹp. Rồi số 26 ha, 110.000 luôn. Rồi 27 nè. 27. Búa hai đầu tròn luôn nè. Cái đầu này nặng nha.
Cái đầu này thì nó làm 4 cái 4 lạng không nội, 4 lạng. Đó, đầu tròn rất là đẹp ha, cá ok luôn. Đó, đầu gõ nè. Rồi, số 27 ha, 110 nè. Rồi 28 nè. Đó. Một đầu tròn, đầu nhọn ha. Cá ok hết. Rồi, bố hai đầu tròn luôn. Đây, cá này chỗ này nó bị ấy nè, nó nói chung là cái nào mà từng phát hiện ra thì người ta báo trên video nè. Test chỗ này nè. Đầu tròn thì rất đẹp luôn. Có bố này. Và bố lạng. Rồi, số 28 110. Rồi 29 đó. Mình chú mua một cái đầu tròn nè. Cái bố này nặng 4 lạng nha. Thấy không? Bố nào cũng đẹp ha. Trong hàng này đẹp thì tụi nó đẹp à, mà xấu thì tụi nó thấy gớm luôn á. Cá này rất đẹp luôn. Rồi cái này 29 60 nghìn. Rồi 30 hai cái đầu tròn nè. Cái bố này nó nặng nửa ký giác nè. Nó kêu nửa ký giác, hồi xưa dưới quê hay kêu nửa ký giác. Nó không, đầu tròn nè. Thép bố còn rất là bóng anh chú ha. Cán gỗ nè. Cán đẹp luôn. Rồi cái này 37 nghìn. Rồi 31 đây, một cái búa đóng nhổ đinh. Cán này cũng đẹp nè, cây này cây nhỏ nha. Cây này nó nhỏ à, cây này nó nặng 4 lạng. Cán nó ngắn nha. Tổng thể cây này nó dài này có 25 năm mà. Bao da còn ok, nó xài gia đình thì cái này 31, 100 nghìn. 32 nè. Hôm hai cái này là đầu trâu mấy chú ha. Nó nhìn cái mũi đầu trâu thì nhổ đinh nó ba cháy ha. Tại vì nè, mình để gì mình để gì mình nạ cái nó cao lên cái này nè. Cao lên nó có cái độ chịu lực á, cho nên mình để gì mình nhổ đinh lên thì nó rất ok. Đó, cái đầu này. Cago. Sọc vuông. Rồi có nước xi dưới đây ha, nó chốc nhẹ nước xi đây cho cán cán sắt thì xài nó rất bền. Đó. Bao da còn ok ha. Rồi, cái này số 32, 130 nghìn, cho nó chóc xi chỗ này. Rồi, 33 nè. Cái mũi này là gọi là gì? Bắt giác ra, đầu này là đầu bắt giác à. Đúng rồi, bắt giác, có 8 dấu. Nó đầu cỏ nè, giữ anh chìm nè ha. Cán chỗ này nó sần sần chỗ này miếng. Cán người cứng cứng thừa à. Cái này nặng nha. Cái này nó gần 6 lạng á, 5 lần rưỡi à. Rồi cái này số 33 100 nghìn. Rồi 34, 34 một cái đầu bố này nặng 4 lạng. Đó, cán này quá đẹp ha. Tem mộc nhật không là tem chữ nhật không ha. Nè, đầu cỏ nè. Đầu tròn nè, nó cái đầu tròn này quá đẹp ha. Cái nào đẹp cái nó quá trời quá đất luôn, đẹp thiệt luôn đó chứ. 34 nghìn. Rồi 35. 35 bộ đục. Trời như lâu lâu mới có hàng đẹp chứ bình thường có hàng thấy ghê thấy gớm. Phân nè, 3 phân và 22, 2 phân 4 nè. Đó, thép hai lớp hết ha. Đục. Cán rồi, ok đẹp. Nè, đó. Rồi. 18 ly và 15 ly. 18 ly, 15 ly ha. Đục gỗ, mấy cái đục này mấy chú về mài sơ một khái nữa ha, bén. Bén nhức nhói luôn. Khách của em mài mà gặp giấy luôn á. 12 ly nè, 9 ly và 6 ly. Cán gỗ rất là đẹp luôn. Đó. 12 ly, 9 ly, 6 ly. Rồi, combo này ha, số 35, 350 nghìn. Rồi, 35.
36 nè. 36 thì đục này nó tầm trên 20 nha. 20 22. Bộ này nó cũng đủ số nè. Dạo này nắng quá cán nó bị nứt mình chút. Đó. Cái này đủ số luôn nè. 9 ly, 6 ly, 3 ly nè. 3 ly, 6 ly, 9 ly, 12 ly, 15 ly, 24 ly, 30. 4/2, 4/2 nè, 3 phân nè. 2/4 đó. Đây, cây này ngắn nhất coi nào nó là 20 ha, 20 năm mà 20.5 rồi nè, đó. Rồi này 22 nè thấy không? Đó, 21 nè. Đó, cái 23 luôn. Rồi nói chung là bộ này là trên 20 ha, này 22 là. Rồi cây này 4/2 nè. 4/2 ha, thép đục, thép rất là đẹp nè, thép hai lớp hết. Đó. Cái cán nước bên chú nha, cán nước nhưng mà cứng khừ bên chú nha, không có lo gì sụp sịch hết. Rồi, cây này 3 phân nè. Đó, cây 3 phân nè, rất là đẹp ha. Cây 3 phân này á đây. Xích nhẹ. Nói chung là nắng quá. Rồi cây này 2/4 nè. Cán có suốt đây ha. Cái này 15 ly nè. Đục khí rất là khó kiếm cái cây 12 ly này lắm nào mà mấy anh chú hay hỏi 12 lắm nè. Đó, 12 ly nè. Cán nó xích chỗ này nè. Nhưng mà thép đục thì rất là đẹp nha. Cây mấy cái thép này, thép đục nào nó cũng còn dần luôn. 6 ly nè. 3 ly, 3 ly này. Cái mũi này người ta xài kiểu không biết kiểu người ta mài theo kiểu người ta xài á. Nó mình chú xem cái góc bên này nè. Nó kiểu nó góc nhôm lên trên giữa. Rất là nhiều xài cái mũi này nè. Rồi. Cái này số 36 ha, 400 nghìn. Rồi 37 là đục lẻ nha. Mấy anh chú mua đục lẻ ha, mấy anh chú nào xài bản lớn mà lẻ thì mấy anh chú chốt cái này ha. Rồi cây này là số 37 nè. Cây này là 4/7 ha, bản 4/7 nè, chữ in chìm nè ha. Cái đó dấu sần đóng mà cái này thép người ta còn đóng được luôn á. Mấy cây này nó dài nha mấy chú ha. Cây này nó to lắm. Cây này dài 24 năm nè. Rồi số 37 ha, 150 nè. Rồi 38 nè. 38 cái bản này nó còn dài luôn nè, bản này còn 8 phân ha. Cây này nó dài cái bản 40 ha, bản 4 phân á, bản đục này nè. Bề ngang này là 4 phân nè, đó, 4 phân thép còn đẹp. Cán nó có dấu xước đây ha. Còn cứng khừ luôn Minh chú ha. Cây này nó dài tới 26 xăng. Rồi số 38 150 nghìn. Rồi 39 nè, 39 cây này bản đục còn 8 phân luôn nè. Cây này 4/8 Minh chú nha, nhưng mà cây này có sần nè. Nó có rỉ mặt trên á, giống như nó xét nhiều trên đây là nó đầu đánh ra nó có dấu sần sần đây ha, không có ảnh hưởng gì tới lưỡi hết mấy chú yên tâm. Rồi nè, cán khâu là ok luôn. Rồi số 39 160 nè. Cây này dài á. Cây này dài tới 28 ha. 39 160. Rồi 40, 40 là một cây đục kiểu này ha, dạng như vậy nè. Nó không có khâu nha, dạng mấy cây này là nó không khâu mấy chú nha, bản 2/4 nha. 2/4 lưỡi nó còn dài 6 phân ha. Tổng thể cây này nó dài được 30. Rồi số 40 90.000. Rồi 41 nè, cây này 19 ly Minh chú ha. Trời cây này phải nói nè, bỏ cái là lỗ đậu ở trong giỡn nha. Cây này nó gần 20 luôn. Chữ in chìm nè, thép còn rất là đẹp ha. Cây này nó dài tới 29 năm luôn nè. Đó, lưỡi nó còn dài quá dài, lưỡi dài 9 phân luôn ha. Cá còn cứng cứng thường luôn. Cái này số 41 130 nghìn. Rồi 42 nè, 42 bản này 3 phân ha. 3 phân. Cái này người ta cha cá hay gì cha cá nhìn nó không đẹp, cái chỗ này nó bị sần nè. Bản thép đục thì rất là đẹp nè. Chỗ này nó sần ha. Cái này bản lưỡi nó có nó còn 7 phân nè. Tổng thể cái này dài 26 ha. Đó. Rồi số 42 120 nghìn. Rồi 43 cái này 2/4. Đó, ta cha vô cứng khừ chỗ này luôn mấy chú mà nó còn hở nè. Mấy chú xài thời gian cái mấy chú cha tiếp vô nữa nè. Cá còn nguyên xịn. Cái này nó dài được 27 luôn. Bản 2/4 ha, thép rất là đẹp nè. Cái này á, thép nó bản nó còn được 7/5 nè, dài á, lưỡi đục á. Rồi 43 ha, 130 nghìn. Rồi 44 nè.
44 cây này con dội nè, con dội này nó không đẹp bằng bữa trước ha. Đó, cái này nó cũng phá lại nè. Mở ra nè. Ủa mà lắp phá không nè. Đây. Đó, cái mũi nó có chút xi nhẹ ha. Đó. À. Nó bị gì vậy? Hai đổi xe nó lên đây. Ủa quẹt xe hả? Cái này Tajima 1450 luôn mấy chú ha. Đó. Con này nó không đẹp bằng cái con video trước á. Con video trước thì đẹp như chưa xài. Ê trời ơi, thiệt con 500 nó hết luôn cái cân ông nội. Quá. Quá trời luôn. Cái này dài 450 luôn này nè. Cái này nó chữ chấp tem. Nè nè, nó có cái tem này nữa chứ. Mà nó bị chấp rồi nè. Uổng ghê, đâu rồi? Nè, tem này nó bị ướt là nó bị dốc ra. Rồi số 44 ha. 44 là 120.000. Không dội. Rồi 45 bộ riêu cắt nè. Bốn 45 bộ riêu cắt ha. Mấy cái mũi này á, đủ thứ kiểu mấy chú. Nè, xéo nè, xéo ngang bầu dũm gì tùm lum tà la luôn nè. Đó. Mấy cái mũi này mấy chú xài là mài sơ rồi đó, mấy mũi còn đẹp đẹp không nha. Cái này nó có cán gỗ, có cán nhựa nữa mấy chú nè. Này mấy cái mũi nha, khá đẹp luôn. Bầu nè, mấy bộ điệu khắc. Giống như một con dao đục luôn, nhỏ lớn được con. Cây này như một cái lưỡi dao đục luôn mấy chú. Quá trời bén ha, cây này cũng thừa nha, nó có tán này đục luôn cây luôn nè. Rồi số 45 nè, 150.000. Rồi 46 bộ khóa dòng mấy chú ha. Cái bộ khóa dòng này hàng đã qua sử dụng. Cây này của Ton nè, này của Ton nè, da băng cái này 19-22 nè mấy chú. Găng còn ok mấy chú ha, cái này nó chóc nước xi á, chóc nước xi nhưng mà găng rồi nè mấy chú ha, găng còn ok, nó không có bị mòn đâu. Thấy cái này nó khóa dòng này nó dặn cong rồi, nó để vô ốc dặn nó không bị vướng ở dưới nè. Cái này 22-19 đó mấy chú, mà xài máy nhiều á, mà xài cái cây bự á thì mình chốt bộ này là ok luôn nè. Dòng nó còn quá trời đẹp nữa ha. Găng dòng nó còn đẹp lắm. Cái này 32 nè. Cái này của Lotto luôn nè. 32, cái này 26 nè. Mấy cái dòng thép này nó rất là nặng luôn. Rồi cái này của Super ha. Super nè. Đó, găng quá đẹp luôn ha. Cái này 30 và 24. Đó, mấy cái này bự không nha mấy chú, xài máy bự hả? Chốt cái này nè. Cái này 24 và 22 nè. Cái này nó thường nè mấy chú ha. Mấy chú thấy hai cái chìa khóa nó khác nhau luôn. Cái loại này là loại theo xe nè, loại theo xe nè. Đó. Cái này loại theo xe nè, nhìn cái thép đó nó sẽ không bằng cái loại này. Cái này 24 nè, 24 22 nè, nhưng mà găng ok, cái này giống như chưa xài, có cái tem ở đây nè. Rồi cái này nó hiệu Lotto luôn nè. Cái này 23 và 21. Mấy cái dòng thép này ha, găng rất là đẹp luôn. Cái này gì thì không biết nữa. Trời ơi, 23, 26, trời ơi, xe nó thắng rồi ông nội ơi. Găng quá trời đẹp lên chút. Đó, cái này KTC mấy chú ha. Cái này chóc xi nè, cái này 19-21. Găng còn đẹp mấy chú ha. Đó, mấy cái này mấy chú xài á, quan trọng cái găng nữa. Đó. Khi ô tô mấy cái này thép đời cổ luôn nè. Cái này 19 nè, 19, 17 nè. Đó, cái này còn cổ dữ nữa nè. Cái này 19, 18 luôn. 19, 18 luôn mới ghê. Cái này của Đức nè.
cây này của Đức nè Minh Chúc, nắp cũ lắm rồi, nhỏ lớn nữa nè. Cây này phần nha, cây này KTC phần rồi. Cây này 14, 17, cây này cũng hiếp răng ok luôn đó. Cây này 10, 12 nè, cái này super nè, 8, 10 nè. Rồi cái này của Sanki 8, 9 luôn đó. Rồi nguyên bộ này luôn, giá 280.000 đó. Cái hàng vải cốc si rồi. Thì nó không đẹp nhưng mà răng nó ok, đẹp, xài là ok luôn. Còn nước xi thì nó chấp thôi. Rồi số 47 ha, kéo 4. Kéo 4 bữa nay hết kéo rồi, còn có một cây này thôi. Đây con này con nó một tán đồng chữ anh chị em đem chú ha. Thép còn rất đẹp, mũi nhọn nè. Thép còn ok ha. Con này thì nó dài được 18. Con này thì bén khỏi bàn mấy chú. Rồi số 47 hay 120.000. Rồi 48 kéo cắt ton. Đây bên đây lên lẻ cắt ton cho bên chú dễ xài nè. Đó, bên chú cái nào mà xài ít thì mình cứ gập đơn. Đó. Đây chữ anh chị em ha, thép đúc nguyên khối mấy cái kéo này. Mấy kéo này bên chú xài bén, bén hoài luôn, bén hoài luôn. Rồi số 48 là 60.000 ha. Cây này thì nó dài 25. Rồi một cây mũi công nè, cây mũi công này nó dài 26 nè, thép đúc nguyên khối chữ Nhật in chìm luôn. Đó, mấy kéo này mấy chú về xài là mấy chú ghiền luôn đó. Mấy cái công thì bao góc ok ha. Rồi số 49 70.000. Bán lẻ dễ dễ cho mấy chú dễ xài. Mấy chú mua cây búa, một cây kéo, cái kìm vậy đó, cái mấy chú gọt lại mấy chú đi đơn thì nó ok hơn. Khi mà tiền lên nhiều quá thì mấy chú nói là mua cần combo mấy chú xài không hết đó. Cây này 25 ha. Cây này thép chữ Nhật anh chị, cây này còn đẹp ha. Đây là bao da nó bị chốc, chốc bao da rồi. Rồi số 50 70.000. Rồi 51 nè, 51 một cây kéo tỉa. Kéo tỉa tỉa lá nha. Cây này thì nó có sần mấy chú, sần thì không có soi hoài mà không thấy cái chữ nó đâu á. Nè, nó sần nha. Nhưng mà mũi nó không ảnh hưởng nha, mũi nó đẹp nè. Đó, mũi nó không có bị sần hay bị mẻ lưỡi gì hết. Đó. Rồi cái này 51 ha, 60.000. Rồi 52 nè, một cái thước gốc nè. Gốc này ha, chim cánh cụt nè, chim cánh cụt gốc. Cái này nó có xém chóc xi nhẹ nè, nè không? Nó xém cái chóc nó trắng ra nhưng mà gõ thông số gõ hết nha. Nhưng dạng nó không còn bóng nữa. Cái này nó có len lỏ luôn nhâm nhâm cái này nè, đó. Rồi, cái gốc này ha, số 52 60.000. Rồi 53. 53 bán combo này không biết combo gì, nó lạ đời mà cặp vô combo nè. Cái này là cây cắt kính bên chú ha. Kính cái mũi này nó thì nó không còn nhọn lắm. Còn cái cây này thì cái này chắc mấy ông làm nhiều bonsai, mũi này bé nha. Chắc đục gỗ đục gì đó không biết nữa. Mũi này chắc là bé, nó có bao vậy hai cái đầu đóng đục gì đó. Đó. Rồi số 53 hai cây này 60.000. Rồi 54 bữa nay giao ra giao ghép nha. Nấu nhiều quá. Trời nắng nó bị khát nước. cái giao ghép này mình chú ha, giao ghép nè. Giao ghép này nó không, nó mắc cái nắp rồi. Chữ thì anh chị em đây ha. Cái cán này người ta quấn cái này lại là chắc là nó cán nó hư rồi đó mình chú. Lại lưỡi nó dài xuống đây được 5 phân rưỡi nha. Cái này nó dài được 1 tấc nè, tấc 50. Người ta đang quấn cái này là thường á, về á quấn cái này là quấn bằng keo á, là nó mấy cái cán nó bị nứt. Nó nứt cái hoặc nó bung ra, người ta quấn vậy thôi, xài cho nó bền đó.
dạo ghép ha. Đây một cái lưỡi dao nữa nè, cái lưỡi dao này dày mấy chú chữ anh chị ha. Cái lưỡi này không biết lưỡi dao là gì, lưỡi dao á mấy chú ơi. Này nữa thép là rất là dày đó mấy chú, về quấn thêm gì mấy chú cắt ha. Mấy cái lưỡi này thép này mấy chú mài lại ha, bán chịu dần lắm. Cái này từng vệ sinh sạch sẽ thôi, mấy chú mài sơ lại là mấy chú về mài là mới xài. Rồi số 54 combo 3 cây này ha, 100.000. 55 nè. 55. Cũng là dao ghép luôn. Cây này này nó mắc hộp, mắc nắp rồi ha, mấy chú về mà là. Rồi cây này mới giữ được nè mấy chú. Cây này nó có tiếng ép luôn ha, nhưng lưỡi dao nó dài ha. Này là ghép chích cạnh đó. Chữ anh chìm đây nè. Cây này dạng nhỏ nhí này nè. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà nó đẹp nha. Rồi, nó cái này nó người ta chế nè. Chế cái cán nè. Giống như một miếng nhỏ người ta quấn dây chì á, nhưng mà nó chóc rồi, thì không có quấn lại, thì cũng có sao thì để khuôn vậy mấy chú về mấy chú quấn lại mài mò là mình xài ha. Rồi số 55 là 100.000 ba cây này luôn. Rồi 56 mấy con dao ghép. Đây chữ anh chị em ha, con dao này lưỡi còn như nguyên si chưa mài. Nhưng mà khoảng mưa chưa xài vậy đó. Nó lưỡi nó còn to, nó còn mới nữa. Ha, lưỡi nó to đùng luôn. Mấy cái bạn lưỡi này thì nó dài tầm 7 phân thôi chút. Bản rộng thì tầm 2 phân. Nó dao xếp ha. Cái dòng dao xếp này nó rất là bén. Rồi số 56 nè, 90.000. Rồi 57 nè. 57. Chữ anh chị em đây nè. Đó, bản dao này cũng gọi chai vậy mà có sần xíu ha, nó có sần ha. Nó không có còn bóng như cái cây vừa rồi đó. Không còn đẹp luôn. Đẹp là 57 ha, 80.000. Rồi 58 nè. 58 chữ anh chị em đây. Đó. Cái mặt lưỡi nó có sần à. Đó. Nó ố rồi. Đó. Ok ha, cán rồi thâu rồi ok hết. Rồi 58 70.000. Rồi 59 nè. 59 con dao ghép nhỏ, con này chữ anh chị em đây. Nhỏ xí xì ha ha. Cây này có nắp, nắp nhưng mà nắp này giống như là nó bể hai cái gì ta? Mẻ hai bên hay sao? Để gì là nó gớt mấy chú nha. Mấy chú nó về để gì là nó gớt. Đó, không? Đừng để vậy. Nó thì dán nè, thì dán lại nè, dán nó hai bên thì nó không bao giờ nó gớt được. Rồi số 59 60.000 nha. Rồi 60 nè. 60 cũng là một dao ghép luôn. Đó, chữ anh chìm nè. Mấy dòng thép này thì cực kỳ bén nha. Đó, mấy chú mài là siêu bén luôn á. Rồi, dao ghép này bỏ túi luôn. Rồi, số 60 70.000. 61 nè, 61 một cây này giống như là chú mày nói dao gì, dao làm đế giày. Chữ anh chìm nè. Ha, cái mà cái lưỡi này mấy chú mài lại bén siêu bén luôn á. Thép nó bén dữ lắm. Cái này cái bụng phệ của nó chỗ này là 6 phân nè. Cái này 7 phân 8. Cá còn ok cứng khựng ha. Rồi số 61 50.000. Rồi 62 nè. 62 combo này rồi mấy chú có cái khoan này về treo vô cái móc khóa luôn ha. Đó, cái này nó có đầy đủ gì, có mấy chức năng này. Cây này là cây khoan nè, nó dù lỗ ha. Còn bén luôn nha. Một cái vít trừ nè. Trừ nhỏ nè. Đây một cây cộng nè ha, mấy cái mũi vít còn rất là đẹp luôn. Cái này BH0, này BH1 nè. Đó, hai cây chữ ha, với còn một cái chọt nữa nè. Đó. Này nó treo móc khóa là ok luôn á. Rồi, cái này 62 ha, 50.000. Rồi 63 nè, 63 một cây quán kẽm nè. Cây quán kẽm này mũi đẹp ghê ha, mũi còn đẹp. Kiểu nó cong dịu dàng vậy. Đó. Cái này ngoái đã lắm nè. Sao nó lỏng. Nó dài được 24. Rồi. Số 63 ha, 50.000. Rồi 64. 64 một cây cây vít đánh chú. Rồi bữa nay cây vít này đẹp nha. Vít này có đầu đóng nè, cán gỗ nè. Cây vít vít xeo mấy chú nha. Đây. Vít xeo nè. Nước xi cũng còn đẹp ha. Thì hàng bãi thì nó có chày, có cái hên thì nó bóng ha. Mà nước xi còn đẹp nè. Cái này nó chày. Đó. Cái mũi vít xeo luôn nè. Nó mũi vít xeo luôn mấy chú ha. Nó mũi vít xeo luôn nè. Cái này nó
nó để là BH2 nè, nó để 2 nè mấy chú ha. Cái này mà thì mình chưa mở ra, mà chưa mở ra thì nó dài được là 37 năm ha. Rồi khi mình mở ra nè. Đó, khi thụt ra nè. Thụt ra nó dài tổng thể cái dài luôn mũi vít nha, luôn mũi vít nó lại dài 50 ha. Nửa thước. Trời ơi, vít dài nửa thước luôn. Rồi nó kèm cho mấy chú một cái mũi nè, cái mũi này nó hơi sần nha. Mũi trừ nha, cái này nó bị rỉ nè mấy chú ha, nhưng mà mũi vít còn đẹp, nó không có bị cong dên ha. Đó, vít thụt nè, xay. Cái này mấy chú bấm dính giữa là nó đứng nha, bấm giữa lại là nó đứng nha. Bấm giữa đây là nó đứng thường. Đó. À, rồi quên nó, để nói mấy chú thay mũi vít. Đây, thay mũi vít là mấy chú bấm đứng lại ở giữa nè. Bấm đứng lại giữa cái đặng có nó có chịu lực á, cái chú kéo cái nè, cái nút này nè, kéo xuống thì nó chú giật ra thôi. Đây dạ. Tại từ khi ngồi á, từ ngồi thì không có lực á, chứ mấy chú đè cái này xuống á, nhấn cái này xuống là bắt đầu chú gắn, mấy chú gắn vô là ok. Đó. Rồi, cứng khự luôn là nó không cứ gớt ra nha, còn mấy chú muốn mở ra thì phải nhấn xuống. Đó. Tiền nói trên video luôn, tại vì hôm bữa cũng có nhiều mấy anh chú chốt và hay hỏi tiền sử dụng sao. Rồi số 64 với em 170.000 không, số 64 hay sao làm? Số 4 sao làm, à sao làm đây 65 đây là cái bộ vít chữ nhật không nếu anh chú ha. Trời ơi, cái này thằng để nguyên si không vệ sinh luôn. Cái này vít vết xeo mấy chú. Trời, cái đầu này chưa xài luôn rồi. Cái nước bóng nguyên si luôn. Cái này nó vít kiểu này mấy anh chú nha. Này mũi nè, mũi này nó nhiễu nước mưa vô nó bị ướt xét chứ nó không có phải dấu xài. Trời, cái cán nó còn quá đẹp, nó không có vệ sinh luôn. Đó, hai đầu nó mấy chú dạ, để đầu này vô dặn ha, đầu trừ. Đây, cái này BH2 nè. Đó, mũi vít đường rất đẹp nè. Bữa 1 BH2 tại không có vệ sinh để hồi tiền ra đánh cái xét này ra cái. Nè, nó BH nhỏ nữa nè ha, 3 cây cộng. Rồi, một cây chọt và một cây giống như nhổ đinh vậy đó, nó. Nó combo nó vậy ha, rồi cái cán luôn ha, cái này nó có cái cán với sale luôn nè. Nó rồi cái combo này số 65 hay 100.000 để hồi ra vệ sinh lại cái này cái. Để mấy chú nhận hàng cho nó đẹp đẹp chứ xấu quá. Rồi số 65 hay 100.000. Vệ sinh lại cái đó. Nãy thấy trong hộp tưởng nó không có dơ. Rồi 66 nè, cây cắt kẽm mấy chú. Cây này á MCC này cắt kẽm 5 nha mấy chú ha. 5mm nè, lưỡi còn đẹp luôn mấy chú ha. Lưỡi nó không có bị mẻ rỉ gì hết nè. Mấy cái dòng thép này á, mấy chú nhìn ha, nó cũ cũ vậy chứ cái thép của nó cắt kẽm nó rất là bền mấy chú, nó không có bị mẻ giống như cái kèm mới mình mua đâu. Nè. Đó, lưỡi nó không mẻ không nhên gì hết á. Nó nhìn hình hài nó xấu vậy đó, nhưng mà thép nó mấy chú xài cắt nó bền lắm. Rồi cái này nó dài được 32 năm nè. Rồi số 66 ha. 66 130.000. Rồi 67 nè. 67 cây này cây cắt cáp 7 ly mấy chú nha. Cáp 7 ly. Cáp 7 ly ha. Da băng nè. 450, cây này xay 450 á. Nước sơn còn đẹp nè ha. Bao tay cầm nè, tay cầm còn ok luôn. Nè, 450 nè. Cái này chỉnh chặt chỉnh cứng gì mấy chú, về chỉnh mấy con ốc thêm cho nó nhìn. Cái lưỡi này nó có một dấu nè, nó có rồi, nó không có mẻ nha, nhưng mà nó có dấu xài á mấy chú nè, nó có dấu xài chỗ này nè, nó ha, dấu xài miếng nè. 450, dài 450 mm, cắt cáp được 7 phần mấy chú ha. Cáp 7 ly 70 mm ha. Thép này cũng còn miệng mờ ok nè, lưỡi nè, lưỡi thịt đó ha. Rồi cây này số 67 ha, 250.000. Rồi 68 cơm bồ làm vườn. Đây cơm bồ làm vườn ha, một cái lưỡi hái.
lưỡi hái này thì nó ngắn à nha, lưỡi hái này nó dài được chắc tầm tấc hay tấc. Rồi một cái sẻng này nó chóc sơn thôi nhưng mà cứng khựng luôn chú nha. Sẻng này số còn ok luôn. Nè, một cái lưỡi nè, cái lưỡi này dính trên đây nè. Cán còn ok. Đây. Đây. Lưỡi hái nè. Lưỡi hái này nó dài tới 17 ha. Rồi cái bộ này ha 6, 8, 100 nghìn. Rồi 69 nè. Túi anh chú ha, bữa nay nó có được góp được về rồi mấy cái túi nè, mấy cái túi này mấy túi mấy chú đeo dây vu dây đai mà mấy chú làm trên cao á, mấy chú treo á. Cái này nó dơ nha, tuyệt về tôi không có vệ sinh hay là không giặt gì hết luôn nha. Có người ta về người ta còn giặt lại. Đây. Hàng tem mạc. Tem mạc nó còn nè, hàng này nè. Nè chữ Nhật không nè mấy chú nha ha. Còn mã vạch đây luôn nè, chữ Nhật. Cái này có cái nó cũng đâu rồi. Đây tức ra nó xuất ra luôn nè mấy mình. Đây da nó bên chú ha, da này nha thiệt chứ xài rất là bền luôn. Cái này là tiền không có giặt nó thì giặt nó chắc nó còn mềm hơn nữa. Nó có hai bên dắt đồ nè, cái này mấy chú đeo đai để đi làm á, trên cao á. Cái túi này á thì nó đây bề ngang qua đây thì nó được 13 ha, trên đây dài xuống đây là nó được 23 nè. Đó, cái túi này đeo chắc cái già luôn, chưa có hư nữa, giả dày nó rất dày, mấy chú cầm thì rất là dày luôn, nó bền á, nó chóc mẹ nó đứt mẹ cái này ra rồi. Rồi số 69 ha, 160 nghìn. Rồi 70. Đây. Cái này nó mấy con ốc nó bị xét nè mấy chú. Mấy con ốc nó bị rỉ nè. Nè. Da túi thì nó rất là lập chắc chắn luôn, cầm nè. Cái này nó không có tem. Chóc nó mất tem cái tem rồi nè, dây nó chóc rồi nè. Cái này mấy chú để một này dắt đồ, dắt đồ chắc đeo đeo vô mấy chú lấy dây đai, mấy cái dây đai hoặc là dây nịt mấy chú đeo lên lại đi làm á. Mấy anh á. Mấy anh thôi chứ mấy chú già sao mà đeo được nữa. Rồi cái này dài 20 nè. Cái này ngang của nó là 7 phân ha. Đấy cho cứ kẹp cho anh nha. Đó. Da thì rất là dày luôn nè. Trời ơi, cái này xài bền lắm ha. Rồi cái này 70 ha, 150 nghìn. Vậy thì không có trời. Rồi 71. Có cái nó còn tem, có cái không tem, hàng bãi vậy. Có cái hàng của China xuất Nhật nữa. Rồi có hàng Đài Loan nữa. Cái này còn chưa Nhật không mấy chú nha. Này Nhật không nè. Này cái này nó bị dơ nè mấy chú. Cái này nó dơ nè ha. Cái này mấy chú về mấy chú chà giặt lại tiền tiền không có giặt luôn. Tại vì hay nguyên xe gì, nguyên bê tem gì giặt gì nữa. Rồi cái này nó dài 22 nè. Thì ngang của nó là được 8 phân nè ha. Đó, mấy cái này mấy chú xỏ vô dây đai là để đeo đồ, dắt búa, dắt kìm gì đây nè. Rồi số 71 ha, 150 nghìn. Mấy cái này xài bền. Mấy cái này á, hàng mới á, giá cao lắm anh chú. 7 mấy rồi? 70, 71, 74, 50 nghìn. 72 nè. 72. Đây nè. Ủa, có cái túi nào sớm tiền cha. Đúng rồi. Cái túi này còn nguyên si, cái túi này còn đẹp. Nó sáng nè, mấy ốc này nó còn sáng dưới luôn nè ha. Cái dây đai này mấy chú xỏ qua nè. Cái này á, này chú thấy không, em mẹ. Cái này 1450 yên. Nào đãi tiền cha, tiền Việt Nam ra là cái túi này tới 2 triệu mấy lần á mấy chú. Khi mà hàng mới ở bên nó bán á. Chữ Nhật không mấy chú nha. Mấy cái da này á, xài rất là bền luôn. Trời cờ gầm vô cái vỏ thì mình rất là thích. Nó dày á, tại vì hàng đâu rồi. Hàng này làm trên cao á. Cái này dài 21. Cái này bản rộng của nó là 16 nha. Cái này hai bên dắt búa gì nè. Búa nhiều gì, dây đai đeo thỏ vô dây đai mì hoặc là dây nịt đi. Rồi số 72 ha, 220 nghìn. Rồi 73 nè. 73 cái này mới là đây
cái này cũng China xuất Nhật nè, nó made in China nè ha, chữ Nhật không nè mấy chú ha, sản xuất tại China đây ra nè. Hàng bãi thì có cái nó mới đẹp, nó còn cái để nằm bị bù lăng bù lóc thì nó, cái này thì túi nguyên luôn nè, nó dắt vào đây ha, dắt kìm, dắt ốc, chích mổ lết gì đó, nó có một cái móc. Rồi đây là sỏi vô dây đai, mấy cái này rất là dày dặn luôn, mấy chú cầm cái túi này lên thích. Cái này 23 nữa ha, cái này bề ngang của nó là được 8 phân, đó tem mạc nè đó. Rồi số 73 ha, 200.000. 74 bộ mấy cái cục cao su là bự cái ngôi này, trong này nó hết rồi đó. Rồi 74 cái này, cái ê tô kẹp nè mấy chú, cái này nó giống như là bằng nhôm mấy chú ơi, nhôm sơn, nước sơn nó chóc miếng này nè, bằng nhôm nha. Tô kẹp cái con này còn đẹp nha, con này miệng ngang nó 7 phân nè ha, 7 phân thì đo cái cốt này đi là hẹn là biết rồi ha, cốt này ra thì nó 8 phân. Trời đẹp luôn ha, cây này xây 450 nè, nó găng quá trời xuất sắc ha, đẹp. Nó nước sơn này nó chấm nước sơn ha, nhưng mà nước thép còn rất là đẹp luôn, mọc in chìm 450 nè, cái nước sơn này này nó chấm nước sơn thôi ha, một sơn xanh in chìm ha, dạ bằng 450 thì cái độ hở hàm của nó là 9 phân mấy chú ha, mở được 9 phân luôn nè. Rồi cái số 75 này 270.000. Rồi 76 nè. 76 cây này của Mitsubishi ha. Mitsubishi chống sơn ha, nước thép còn ok. Mộc Nhật anh chị ha. Rồi mấy con này cũng hàng tiễn không mấy chú ơi, hàng đó. Đó, găng rất là đẹp luôn. Găng trên găng dưới gì rất là đẹp ha. Không giờ luôn ha. Nó mới chống oxy thôi. Găng quá trời đẹp, lò xo là ok luôn á. Mới về á. Cái này là 6/8 nè, mở được 6/8 nè, ngóc lên cái chắc cũng 7 phần rồi đó. Cái này xây 350 mấy chú ha. Rồi số 76 160.000 ha. Này bóng đẹp luôn. Rồi 77 nè, 77 cây này của hết ha. Hết da băng nè. Xây 300. Cái này găng nhuyễn mấy chú ha. Đây, găng nhuyễn và găng còn rất là đẹp luôn không? Đó. Có này, chỗ này dập nè. Chỗ này dập hai găng nè mấy chú. Hai găng mà dập với túi bục lõm ra chứ không phải là hết hai găng luôn ha. Đó, có chút xíu xíu dấu chỗ này nè, đó. Cái bảng găng này nó to nè mấy chú ha. Bảng này nó to tới là 3.5 phân lận ha. 3.5 phân. Cái độ hở hàm của nó là gần 7 phân luôn nè. Rồi, cái số 77 này ha, 77 này 150.000. Rồi 78 nè. 78 cây này này của hết ha, da băng in chìm cái này ha, nước sơn còn đẹp nè. Mỗi lớp găng đẹp không mấy chú, găng quá trời đẹp xuất sắc ha. Đó, găng trên găng dưới gì đẹp nè, nước thép còn ok ha. Cây này thì độ hở hàm của nó là 6 phân ha. Cây này xây 300 nè.
300 ha. Rồi số 78 140 hình. Rồi 79, 79 cây này KRC 10 inch da băng. KRC là cái gì trời? Ủa size 250. Ừ, 250. Thương hiệu KRC hả? Đây. Đó, răng răng quá trời đẹp. Đẹp xuất sắc răng. Nó răng trên răng dưới giờ đẹp hết, mấy cái hàng này là tiễn đẹp không nó xuống nha. Cái này nó hở hàm nó được 5 phân nè. Rồi. Cái này số 79 ha, 120 nghìn. Rồi 80 nè. 80 ha, cái này MCC 250 luôn ha. Cái này nó có sần nè, sần ha, mọc in chìm, cái này của MCC. Sần ha. Cái này nó lấy đồ người ta cầm đồ mà người ta đập luôn á, tao quánh đó người ta ta đập đồ luôn á, thép của nó ok cứng. Đây, găng quá trời đẹp luôn chưa? Găng trên găng dưới gì rồi đẹp hết. Đó, size nhỏ nè, size 250 ha, size 250 hở hàm nó, hở hàm được 5 phân. Rồi số 80 120 nghìn. Hoạt động ok hết mấy chú nha, tại tiền không có dặn xuống cho mất thời gian đó chứ ok hết. Rồi số 80 120 nghìn. Rồi 81 nè, cũng là xây 250 luôn, mỗi cái mỗi thương hiệu khác nhau ha, có thương hiệu khác thôi, Mitsubishi nè, MCC ha, hết đó, nhưng mà đều của Nhật hết, mấy thương hiệu này đều của Nhật hết nha, thương hiệu nổi tiếng của Nhật không luôn á. Đây găng nè, quá trời đẹp chưa đó, găng trên găng dưới găng này. Rồi găng này nó có một dấu cấn, một găng ha, găng cắn một miếng nè, chút xíu chỗ này giữ cho chồng, không có ảnh hưởng gì hết. Rồi cái này cũng 5 phân luôn á. Rồi số 81, 120 nghìn luôn. Rồi 82. Rồi cái này là của Lotte nè, đó cũng 250 của Lotte luôn ha. Găng nè, đẹp. Rồi găng này cũng đẹp luôn. Lotte mở hàm cũng 5 phân luôn. Lò xo nè. Đó. Rồi số 82 120 nghìn luôn ha. Rồi 83, cây này nhỏ đó nè. Cây này của Mitsubishi, cây này size 200. Mọc bên chìm, găng xuất sắc đẹp. Găng thấy cưng bà cố luôn. Nó mấy cái nhỏ nhỏ này thấy cưng lắm. Rồi số 83. 80 nghìn. Rồi 84, một cây kìm mổ quạ. Cái này của xanh kia mấy chú. Coi đủ không? 250. Kìm mổ quạ xe 250 mấy chú ha. Chóc xi nhẹ đây. Đó, găng còn khá ok mấy chú ha. Đây. Rồi xanh không lấy nét má. Đây ha. Đó, găng đẹp. Găng đã có dấu sạn lướt qua nhưng mà còn rất là đẹp ha. Rồi số 84 100 nghìn. Rồi 85 nè. 85, cái này của Super, size 250 bên chú ha. Mỏ lết, chữ in chìm nè, da băng ha. Mọc bên chìm chứ. Và cái miệng ha, miệng nó còn khít nhưng mà có dấu xài nha, miệng có dấu xài rồi nè. Đó. Khít ha. Đây, kéo ra rất là đậm nha, không bị phân gơ lắc luôn bên chú ha. Rồi số 85 110 nghìn. Rồi 86 nè, 86 cũng size 250 luôn ha. Cái này cũng hiếp mọc in chìm nè. Rêu rêu nhật nha. Dạ bằng này, cái miệng cũng còn khít nhưng mà cũng có dấu xài nữa. Nước xi còn đẹp. Đây. Không gơ ha. Nè này nhức mạnh như lắm nè bên chú anh, nhức chỉ xí xì. Rồi, số 86 110 nghìn. Size 200 mấy chú. Size 200 ha, cái này của Lotte. Lotte nè, mọc in chìm ha. Miệng còn rất đẹp luôn. Cái này xém chóc xi nhẹ nè ha, lu mờ xuống nè. Miệng còn rất là đẹp luôn, không có gơ lắc luôn. Rồi cái này số 87 90 nè. Rồi 88 nè. 88. 88 cái này của Tone nè, cái này mọc in chìm nè, hay 200 ha, made in Japan nè. Cái này nó có chóc xi nhẹ nè. Trên đây nè. Nè ha. Kìm cá ha. Đây size 200, kìm cá như 10 cân còn rất là đẹp. Đây, găng đẹp mấy chú ha. Rồi số 88 50.000.
Rồi 89 một sọc cảo luôn. Này cảo 75 anh chú. 75 ha. Này một cặp của nó luôn nè. Phải không? So mát. Đúng rồi. Cảo 75 á. Màu nó nè. Rồi. Hay chóc sơn vào đây xíu nè. Rồi số 89 nha, 100 nha. 90 ha, 90 một con đội. Con đội này á nó tải được. Nó đội được 400 kg mấy chú ha. 400 kg nhỏ gọn mấy chú nè. Xài ít. 400 kg mình xài cái này luôn rồi. Nó cao được là 29 xăng. 29 xăng ha. Con này còn đẹp lắm mấy chú. Chóc cái xì chỗ này xíu, chóc cái sơn chỗ này xíu thôi. Đế đồ còn đẹp. Rồi số 90 100 nghìn. Rồi 91 nè. 91 can này ha. Con này mát của nó là được 700 kg mấy chú ha. 700 kg Nissan. Con này đẹp. Con này nó 700 kg mà nó nhỏ gọn là mấy chú biết sao. Nissan dòng này là nó nặng, nó sắc, nó cứng lắm. Nó nặng. Cho nên mấy chú nó nhìn nó rất là nhỏ gọn ha. Màu nó còn rất là đẹp luôn. Nó còn nước sơn còn đẹp. UVC đẹp luôn ha. Nhưng mà kiểu này nó nhỏ gọn mà để vô ô tô nó rất là gọn ha. Để trên ô tô nó rất là gọn. Coi cái này dài được 30 hơn ha. Rồi số 91 150 nghìn luôn. Rồi 92 là mã số cuối cùng là một cây thuốc 37 50 mét ông nội. Yamayo ha. Cây này gọi Yamayo, cây này 50 mét nè. Đây tổng thể cây này ha. Đó. Nửa thắt là còn ok nè. Đó dòng dây này thì nó xài bền ha. Nè, dây là còn ok nè. Đây. Bị béo béo cái này. Yamayo. Đây 50 mét mấy chú. Ha. 50 mét. Mặt nhật nè. Đó. Chữ số còn rõ mấy chú ha. Rất là rõ chữ số luôn. Đó, dây này xài bền không có phải như dây thép, nó không có bị xét. Này xài nó đứt thôi chứ nó không có xét nha. Cái này 92 ha, 300 nghìn. Rồi, đến lúc video ngày hôm nay luôn. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem kênh ủng hộ ha. Xin kênh thấy thích thì cho đừng xin like và hãy cho đăng ký kênh. Mình đăng ký kênh để cập nhật các video tiếp theo thì nhanh ha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.